giờ mình đang ở chỗ bán san hô. Ở đây là ga tàu điện. Không biết có được đi tàu điện không ta? Ở đây. Rồi. Mọi người thấy cái đá ở đây nó chiếu 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 không? Đây là đá hoa cương đó. Mà người ta lát ở trên đường luôn. Wow. Formosa Boulevard Stadion. Bây giờ mình đi xuống tàu điện ngầm. Chợ đêm khác, và ở đây là chợ đêm Cao Hùng. Ở thành phố Cao Hùng thì rất là nổi tiếng về những món hải sản. Sandwich hả? À không phải. Là gì ta, không có hình. Bây giờ mình ăn thử cái món này. Mình gọi cái phần này á. Ủa có tiếng Việt không? Thịt heo bánh bao. Mì xào, hải sản. Biết rồi ạ. Mời, mời. Đó, trứng với hàu đó. Udon 100. Ăn phá lấu nha. Một dĩa như vậy là 200. Xong rồi một nửa dĩa này là 100. Là 80.000 đồng. Mochi đúng. Cua rang bột. Cua. Trời lỗ đầu thiệt. Bà bán phải giúp luôn thôi nè. Cây không cây? Ít cây. Chị già. Ờ có miếng bẹt nè. Đó, đang ăn. Thơm quá.
Lên. Quẩy lên. Quẩy lên nào. No nè rồi, bây giờ mình đi kiếm trà sữa uống đây. Mình đi hết mấy cái chợ, không thấy chỗ nào bán trà sữa gì kìa. Đi kiếm chỗ mua trà sữa. Một chỗ này bán sữa tươi trân châu đường đen. One traditional milk tea. Em mình đang mua trà sữa trân châu. Nãy tính mua sữa tươi trân châu đường đen, nhưng mà thôi uống thử cái trà sữa truyền thống ở đây như thế nào. Tại mình thấy cái sữa tươi trân châu đường đen nó cũng y chang như ở bên Việt Nam, không khác gì hết trơn. Em mua cái này. Got it. Let's go. Hello, và cuối cùng thì mình cũng đã quay trở lại phòng ở khách sạn rồi. Và đây là đêm cuối cùng ở Đài Loan. Tại vì ngày mai mình sẽ quay lại, ngày mai mình sẽ đi thêm một nơi nữa và lên máy bay về Việt Nam. Bữa giờ ngày nào lịch trình cũng dày đặc hết, cho nên là về tới khách sạn là mệt đuối luôn, không thể nào mà cầm máy lên mà vlog được hết. Cho nên là hôm nay thì có nhiều thời gian hơn một chút nên sẽ vlog sơ sơ. Ok, bây giờ thì đi tắm và nghỉ ngơi thôi chứ cũng mệt quá rồi. Hello mọi người, và hôm nay là buổi sáng cuối cùng mà Tuyền ở Đài Loan. Thì mới vừa ăn sáng xong, và địa điểm mà tiếp theo mình sẽ đi đến đó chính là một cái ngôi chùa ở Cao Hùng. Và nghe nói là rất là đẹp. Rồi đây là cái xe mình đi đây. Ok, bây giờ thì mình lên đường. Bây giờ thì mình đang ở Phật Quang Sơn. Ai muốn vô cho họ vô, ai là Phật thì ở đây. Xin chào mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Đài Loan. Và bây giờ thì mình đang ở Phật Quang Sơn, là ngôi chùa có bức tượng Phật cao nhất trên thế giới. Và hiện tại thì nó đang tọa lạc ở thành phố Cao Hùng ở Đài Loan. Bây giờ thì mình đi ra xe về ở chưa? Bây giờ thì mình đi ra xe ra tới sân bay Đài Nam để bay về Việt Nam đây. Và nhanh chóng. Đây là buổi trưa và chuẩn bị gói đồ hành lý về lại Việt Nam. Mình có gì? Khoai tây chiên và hamburger. Là một ly nước. Và toàn cảnh, đây là toàn cảnh sân bay Đài Nam. Thì cái sân bay này nó nhỏ xíu vậy thôi, nó không có to. Hai, bây giờ thì mình đang chuẩn bị lên máy bay để về lại Việt Nam. Hành trình của mình là đi Đài Loan từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018. Bây giờ thì đã ăn trưa xong rồi, thì mình đợi lên máy bay rồi về Việt Nam.